Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Gặp mặt các doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Công an Quảng Bình triệt phá thành công đường dây tàng trữ ma túy tổng hợp lớn. Năm 2014, Quảng Bình có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận những đóng góp của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong phát triển nông thôn bền vững. Hôm nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt các doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các doanh nhân đối với sự phát triển của nền kinh tế Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số thành quả nhất định. Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh không ngừng lớn mạnh. Toàn tỉnh hiện có gần 3.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 19.400 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2014, thu ngân sách từ các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 566 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động với mức lương bình quân hơn 2 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp cũng luôn chú trọng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định. Ngoài những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, do khó khăn chung của nền kinh tế, toàn tỉnh đã có 237 doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động, trong đó mới chỉ có 48 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn ở mức cao, sức cạnh tranh còn yếu. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã chia sẻ những khó khăn chung của các doanh nghiệp và doanh nhân trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy được những tiềm năng lợi thế của địa phương, ổn định đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt các chủ trương chính sách mới cũng như những định hướng phát triển chung của tỉnh để vận dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã trao tặng bằng khen cho 17 doanh nghiệp vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước trong năm 2013. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới cũng vừa tổ chức gặp mặt trên 100 doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Thành phố Đồng Hới hiện có trên 1.400 doanh nghiệp, chiếm 1/2 số doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Mỗi năm nộp hàng trăm tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục ngàn lao động. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã tích cực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành quả mà các doanh nghiệp đạt được, đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và mong muốn các doanh nhân tiếp tục nâng cao trách nhiệm của mình để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương chính sách tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi. Lãnh đạo thành phố Đồng Hới cũng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương để các doanh nghiệp tiếp cận và có hướng đầu tư phát triển phù hợp. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ do Tổng cục Chính trị phát động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, khơi dậy lòng tự hào truyền thống anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đợt thi đua cao điểm còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và thực hiện tốt nội dung năm nhất, đó là tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất, dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất, và tham gia các nội dung đại hội thi đua quyết thắng
lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2009-2014 đạt kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, thời gian của đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức khai mạc cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2014. Sau thành công của năm cuộc thi trước, đây là năm thứ 6 cuộc thi Điểm đến an toàn được tổ chức với sự phối hợp của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo. Chủ đề của cuộc thi năm nay là học sinh Quảng Bình với an toàn giao thông. Đây là sân chơi truyền hình dành cho đối tượng học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung thi liên quan đến việc tìm hiểu kiến thức về luật giao thông và các ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Tham gia cuộc thi có 9 đội đến từ 9 trường trung học phổ thông, gồm trường trung học phổ thông Minh Hóa, trường trung học phổ thông Tuyên Hóa, trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn, trường trung học phổ thông Quang Trung, huyện Quảng Trạch, trường trung học phổ thông số 1, huyện Bố Trạch, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, trường trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Đồng Hới, trường trung học phổ thông Ninh Châu, huyện Quảng Ninh và trường trung học phổ thông huyện Lệ Thủy. Cuộc thi được tổ chức ghi hình vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết tại trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngoài những kiến thức về luật giao thông được học tại nhà trường, thì việc tham gia cuộc thi Điểm đến an toàn năm 2014 sẽ giúp các em học sinh nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông và tuyên truyền tới thế hệ trẻ về việc chấp hành luật giao thông. Hôm qua ngày 10 tháng 10, Ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện xét công ở Việt Nam tại Quảng Bình, phối hợp với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại cộng đồng. Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện rất công do quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới tài trợ được triển khai từ năm 2013 đến năm 2015 với mục đích góp phần vào việc giảm khí thải, tăng trữ lượng carbon rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Năm nay, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy được dự án chọn làm điểm đầu tiên tổ chức thi vẽ tranh. Mục tiêu của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước trong việc bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tập trung chia sẻ tới các cấp các ngành, người dân hiểu về biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan của rất cộng. Tham gia hội thi có 100 học sinh được tuyển chọn từ lớp 3 đến lớp 9 của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy. Các học sinh đã thể hiện khả năng sáng tạo của mình thông qua phần thi vẽ tranh tại chỗ trong 45 phút. Với chủ đề bảo vệ rừng, hệ sinh thái và môi trường sống của các học sinh, cuộc thi vẽ tranh diễn ra trong không khí hào hứng sôi nổi. Trong khuôn khổ các hoạt động dự án tại tỉnh Quảng Bình thì chúng tôi tổ chức các hoạt động truyền thông. Và hội thi vẽ tranh này là một trong những hoạt động truyền thông do dự án phối hợp với trường cấp 2 Lâm Thủy tổ chức. Mục đích của việc tổ chức hội thi vẽ tranh này là nhằm giáo dục cái tinh thần bảo vệ rừng cho các học trò là những cái mầm non tương lai của đất nước, và thông qua các cháu sẽ tuyên truyền thêm cho các quý vị phụ huynh, những người sống ở trên địa bàn xã Lâm Thủy nói riêng và những người dân sống ở gần rừng nói chung rằng hãy chung tay bảo vệ rừng chính là bảo vệ cái lá phổi xanh của chúng ta. Qua hội thi, các em đã thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo, phản ánh hiện thực các vấn đề về môi trường hiện nay như chặt phá rừng, biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, một số em đã thể hiện được những nét ngộ nghĩnh với màu sắc sinh động và đáng yêu. Các em còn chọn những chủ đề mang tính thời sự và đầy tính nhân văn, như hình ảnh con người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, trồng cây xanh, thu dọn rác để làm sạch môi trường. Để cuộc thi cho tốt thì thứ nhất là nhà trường là tổ chức tuyên truyền theo cái tờ rơi của dự án. Trong các buổi chầu cơ và sinh hoạt lớp á, tuyên truyền tờ rơi. Và cái thứ hai nữa là trong các cái thực hành mỹ thuật á, cho các em vẽ tranh, tập vẽ tranh về chủ đề bảo vệ rừng. Để các em khỏi bỡ ngỡ khi bước vào cuộc thi và mà cái nét vẽ nó nhuần nhuyễn hơn. Qua hội thi, chúng em có thể tuyên truyền cho dân bản được ý nghĩa của ý nghĩa vai trò của rừng để mọi người cùng nhau tích cực bảo vệ rừng. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã tiến hành chấm và trao giải nhất nhì ba và khuyến khích cho cả cá nhân tập thể đạt giải. Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa để các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng cho địa phương mình. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước,
yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Công an Quảng Bình triệt phá thành công đường dây tàng trữ ma túy tổng hợp lớn. Năm 2014, Quảng Bình có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận những đóng góp của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong phát triển nông thôn bền vững. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe thông báo của Cục Thuế Quảng Bình về danh sách các đơn vị nợ thuế đến ngày 8 tháng 10 năm 2014. Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Nam Hưng Thịnh 472 triệu đồng, công ty cổ phần Cosepco 1.5 451 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Thắng Giang 427 triệu đồng, công ty cổ phần xây dựng Điền Vienco 12 405 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Cộng 405 triệu đồng, công ty cổ phần Hải Thanh 376 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hà Nam 375 triệu đồng, công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới 363 triệu đồng, công ty cổ phần In Quảng Bình 361 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Thành Đạt 352 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hùng Dương 324 triệu đồng, công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu 316 triệu đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa triệt phá thành công đường dây tàng trữ ma túy tổng hợp lớn với gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén. Vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 10 tại nhà nghỉ Thanh Tình ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bớt, sinh năm 1993, trú ở thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, đang cất giấu một số lượng ma túy lớn. Số ma túy thu giữ quả tang trên người của đối tượng Bớt gồm 7 túi ni lông chứa ma túy, bên trong gồm 1.393 viên nén và đều có ký hiệu VKY dài, có màu hồng và màu xanh. Hai đối tượng có liên quan cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ là Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1990, là anh trai của đối tượng Nguyễn Văn Bớt, và Lê Đức Tình, sinh năm 1982, trú ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Bớt khai nhận toàn bộ số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp, được Bớt cùng anh trai mình là Nguyễn Văn Thức mua từ Lào đưa về Quảng Bình để tiêu thụ. Qua đấu tranh, đối tượng Bớt còn tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra thêm 580 viên ma túy tổng hợp mà đối tượng này đã cất giấu một nơi khác, chờ cơ hội mang đi tiêu thụ. Được biết, đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng Công an tỉnh triệt xóa thành công. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung thu ngân sách, nên đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.462 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 80% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ. Các khoản thu từ đất đạt 93% dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu được 187 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Trong những tháng còn lại của năm 2014, Quảng Bình tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền đối với công tác thu ngân sách, thực hiện tốt công tác quản lý nợ, xử lý nợ đồng thuế, phát triển quỹ đất nhằm duy trì ổn định và tăng nguồn thu cho địa phương. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên đã từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không những đã tác động tích cực làm thay đổi ý thức và văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, mà thông qua cuộc vận động, các doanh nghiệp đã không ngừng cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, các sở, ngành địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức thành công hoạt động đưa hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và trong tỉnh về tận cơ sở,
thông qua các điểm bán hàng, hội chợ thương mại. Cụ thể, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 17 chương trình xúc tiến thương mại, 8 hội chợ quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam, vận động được trên 1.800 doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng Việt, đưa hàng Việt Nam về nông thôn. Qua khảo sát thị trường nội địa tại các chợ, siêu thị, quầy bích hóa tổng hợp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt Nam của người dân ngày càng cao. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, hàng thực phẩm công nghệ, hàng lương thực, hàng vật liệu xây dựng, trang trí nội thất chiếm từ 85 đến 90% thị trường nội địa. Đây là tín hiệu khả quan, đánh giá chỗ đứng vững chắc của hàng hóa Việt Nam sản xuất trên thị trường nội địa. Trong năm 2014, tỉnh Quảng Bình có 11 xã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới. Đến thời điểm này, Quảng Bình đã có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí đến thời điểm này là xã Phong Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy của huyện Lệ Thủy, xã Lương Ninh của huyện Quảng Ninh, xã Hoàn Trạch của huyện Bố Trạch và xã Quảng Hoa thuộc thị xã Ba Đồn. Số tiêu chí bình quân của tỉnh đến nay đạt 9,5 tiêu chí trên xã, tăng 0,7 tiêu chí so với đầu năm. Trong đó có 10 xã đạt từ 17 đến 19 tiêu chí, 23 xã đạt từ 13 đến 16 tiêu chí. Số xã đạt dưới 5 tiêu chí có 14 xã, giảm 2 xã so với đầu năm. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được các địa phương chọn làm khâu đột phá, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Cuối năm 2014 này, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo 5 xã còn lại là Đức Ninh, Thuận Đức, Bảo Ninh, Hải Trạch và Cảnh Dương để nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Đối với các địa phương còn lại, tập trung nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp và cá nhân vào xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 10 năm nay, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những phong trào mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, phong trào này luôn được cả cấp hội nông dân ở Quảng Bình đặc biệt quan tâm, bởi hiệu quả của phong trào có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của hội viên nông dân, góp phần quan trọng phát triển nông thôn bền vững. Dưới sự chỉ đạo của hội nông dân tỉnh, cả cấp hội đã tuyên truyền một cách sâu rộng và thường xuyên phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động sáng tạo của mỗi hội viên nông dân. Không chỉ làm giàu về vật chất mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tính đến nay, toàn tỉnh có 82.000 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có hơn 58.000 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cả cấp. Mọi cái chính phủ ban hành ra thì cũng có nhiều cái thuận lợi để cho ngư dân bám biển. Nhân dân ở Cảnh Dương thì có gần tới đây thì 3-4 năm nay đây thì nói chung cũng làm ăn phát triển mạnh, nói chung là kinh tế biển thì cũng càng ngày càng cao, đời sống lao động thì càng ngày càng nâng lên, nói chung là để làm lợi cho chính riêng bản thân mình và các thành viên lao động trong con tàu mình và coi như là đóng góp cho xã hội. Tùy vào quy mô lớn nhỏ, trung bình mỗi trang trại, cơ sở sản xuất của nông dân đều đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên dưới 10 lao động. Cơ sở sản xuất mỹ nghệ Quang Hợp của nông dân Lê Quang Hợp, xã Quảng Hoa, thị xã Ba Đồn là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả và góp phần dạy nghề, giải quyết việc làm cho các lao động ở nông thôn. Mở rộng quy mô sản xuất cần thêm nhân công, nhưng anh Lê Quang Hợp không tuyển những thợ lành nghề mà lại nảy ra ý tưởng tìm những lao động có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, không có việc làm thường xuyên để dạy nghề. Trong thời gian đầu, cả lao động được nuôi ăn học miễn phí. Sau khi khá thành thạo với công việc, làm nên sản phẩm, sẽ được trả lương tùy theo mức lao động và tay nghề. Hiện nay, cơ sở sản xuất mỹ nghệ Quang Hợp có từ 10 đến 12 lao động, với thu nhập bình quân mỗi lao động từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. Mình có một suy nghĩ này là phải tạo điều kiện công ăn việc làm cho các em, vừa có lời đôi bên, mình vừa là được một cái có công nhân để làm. Đó, vừa là giúp các em có trở thành có một cái nghề thì các em là khỏi xa vào những con đường gọi là tị nạn xã hội. Sau đó các cháu có tay nghề vững vàng nên làm được cái có tiền gọi là thu nhập hàng tháng đối với gia đình phấn khởi. Có thể nói nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được xem là sự dung hòa của người nông dân truyền thống và người nông dân thời đại mới. Đó là tổng hợp của sự cân cù chịu khó và lao động sáng tạo, tiếp thu cải mới, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mạnh dạn phá bỏ cái cũ để làm ăn theo cách mới có hiệu quả hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là sự đổi mới trong nhận thức, tư duy của người nông dân.
họ không còn bị động trông chờ vào sự giúp đỡ hỗ trợ từ nhà nước. Họ luôn nhận thức rằng muốn thoát nghèo bền vững thì bản thân người nông dân phải mạnh dạn chịu khó, tự mình giúp mình thoát nghèo bằng chính nghề nông và các ngành nghề vốn là thế mạnh của quê hương. Mô hình của gia đình hiện nay đang còn trồng một vườn keo là 7 hecta. Thì trong đó thì ngoài gia đình của mình trồng, trong đó thì cũng tuyên truyền vận động bà con về công tác bảo vệ rừng và chăm sóc rừng, đặc biệt hơn nữa là cái rừng vườn trồng của mình là phải chăm sóc chú đáo, và hai là phát triển nhiều diện tích tăng hàng năm. Mình phải tự làm chứ mình đừng phụ thuộc nhiều vào chính sách quá, thì đâm ra thì mình cũng là khó khăn vì mình phải tự lực tự cương để mình có cái trách nhiệm về cái vườn cây của mình nữa. Có thể khẳng định rằng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều nông dân nói riêng và diện mạo một số vùng nông thôn nói chung. Với những kết quả hiệu quả kinh tế xã hội mà các trang trại, cơ sở sản xuất của nông dân đem lại đã có phần tích cực trong cả phong trào thi đua của các cấp hội nông dân Quảng Bình đã và đang triển khai thực hiện. Đúng như mong muốn của bác Hồ kính yêu, làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khả giàu, người khả giàu thì giàu thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và trong vài nơi, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và trong vài nơi, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.